tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tọa lạc của nhiều nhà thờ Công giáo cổ trên 100 tuổi. Tên gọi của các nhà thờ đó thường đi cùng với tên gọi của địa phương. Nhưng riêng có một thánh đường mà tên gọi của nó lại là phẩm hàm của một chức sắc nhà nước thời thuộc Pháp, đó là nhà thờ Huyện Sĩ, hiện tọa lạc tại số 1 đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ này do cái ông Huyện Sĩ Lê Phát Đạt, một trong những viên chức, một những có tài sản rất là lớn ở Nam Bộ vào cuối thế kỷ thứ 19. Ông đã hiến đất và bỏ tiền xây dựng cái nhà thờ này. Số tiền lên đến 30.000 lạng bạc. Cái nhà thờ này trước tiên là nhà thờ Chợ Đuổi, bởi vì đây là họ đạo Chợ Đuổi. Nhưng mà giáo dân quen gọi là nhà thờ Huyện Sĩ để tỏ lòng cảm ơn, để nhớ ơn của ông Lê Phát Đạt. Và theo thời gian, ngày hôm nay cũng gọi là nhà thờ Huyện Sĩ. Được khởi công từ năm 1902 và hoàn thành vào năm 1905, nhà thờ Huyện Sĩ nằm trên một gò đất cao mà bất cứ ai đi qua khu vực đường Tôn Thất Tùng đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Công trình đầu tiên được nhìn thấy khi vừa bước qua cổng nhà thờ là đài tưởng niệm vị thánh tử đạo Matthew Lê Văn Gẫm trong trang phục áo dài khăn đóng. Phía bên trái là núi đá Đức Mẹ. Dễ dàng nhận thấy công trình này được xây dựng bằng các viên đá gắn kết vào nhau. Nơi đây còn có hàng ghế đá rộng rãi để nơi giáo dân có thể đến viếng vào mọi thời điểm trong ngày. Đối diện với hang đá Đức Mẹ là đài kính Thánh Giuse. Khác với mô típ thường thấy ở các nhà thờ khác là tượng Thánh Giuse thường bồng Chúa Giêsu trên tay, thì ở đây vị thánh cúi xuống trong tư thế như đang dìu dắt Chúa Con. Toàn bộ bức tượng gợi lên tình phụ tử thiêng liêng và gần gũi với trần thế hơn. Toàn bộ các công trình phụ ở khuôn viên bên ngoài được xây dựng sau nhưng đã kết hợp hài hòa với kiến trúc của ngôi thánh đường. Tất cả được phân bố hợp lý, tạo cảm giác thoáng đãng để mọi người có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của nhà thờ Huyện Sĩ từ nhiều phía. Nhìn chung, kiến trúc của nhà thờ tuân thủ theo phong cách Gothic, chú trọng đến những hình khối lớn và đường viền mạnh mẽ với các mái nhọn và hệ thống các tháp nhỏ ở mỗi đỉnh. Nhìn từ ngoài đường, nhà thờ Huyện Sĩ nổi bật với tháp chuông lớn cao 57 mét. Tượng thánh Philippe, đây là vị thánh bổn mạng của nhà thờ. Ngài đứng uy nghiêm với cây thánh giá phục sinh trong tay như một vị thần bảo trợ của ngôi thánh đường cổ kính.
toàn bộ nhà thờ huyện sĩ dài 40 mét, rộng 18 mét, với phần hông hai bên không chạy suốt theo mặt phẳng như một số nhà thờ khác, mà được thiết kế cầu kỳ với cầu thang lên xuống cho các cửa phụ và các mặt cắt phía trên, tạo thêm vẻ to lớn cho nhà thờ. Phần hông còn có hệ thống các cửa sổ và cửa thông gió được thiết kế suốt chiều dài nhà thờ. Có thể thấy rõ các gian phụ bằng các phần nhô ra được tô điểm bằng các đường viền dọc màu xám thanh lịch trên nền vàng ngà sang trọng của thánh đường. Nhà thờ huyện Sĩ là một công trình được xây dựng chủ yếu bằng nguyên vật liệu trong nước. Điều đó được thể hiện rõ ở hàng cột to lớn bên trong giáo đường làm bằng đá granite Biên Hòa. Loại đá này có tính kết cấu vững chắc và là một chất liệu quý trong xây dựng, được sử dụng nhằm thể hiện mức độ bề thế và giàu có của gia đình ông huyện Sĩ. Hàng cột có tính năng chịu lực này được sơn phủ màu xám và màu đồng với các đường kẻ già gạch ở thân và chân cột, càng làm tăng thêm vẻ hoành tráng cho ngôi thánh đường. Mái vòm nhà thờ và hệ thống cửa vòm có phần đỉnh nhọn nhưng không gắt, được chiếu sáng bởi nguồn sáng tự nhiên từ hệ thống cửa sổ và cửa thông gió bên trên, kết hợp hoàn hảo với màu xanh nhạt làm nền, tạo cảm giác dịu nhẹ và thanh thoát cho gian nội thất của giáo đường. Các ô kính màu thể hiện hai nội dung rõ rệt. Ở các gian phụ gần cung thánh là các tác phẩm đề cập các điển tích trong kinh thánh liên quan đến Đức Mẹ và Thánh Giuse. Còn ở hai bên hông là các hoa văn trang trí. Nếu các ô kính màu ở các nhà thờ khác được thiết kế độc lập với cửa sổ, thì ở nhà thờ huyện Sĩ, chúng lại được đặt liền kề phía trên các cửa sổ. Phần thân dưới của nhà thờ còn có các cửa thông gió chạm trổ hình bông hoa, tạo thành một phần trang trí độc đáo cho thánh đường. Gian cung thánh là một tổ hợp về kiến trúc, bao gồm một bàn thánh cổ là tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp hiện đang được lưu giữ như một thánh vật của nhà thờ. Tất cả đều nằm trong một vòm trung tâm với các chi tiết điêu khắc tuyệt đẹp.
Đặc biệt là phía sau gian cung thánh còn có một tổ hợp kiến trúc riêng biệt độc đáo, không thấy ở các nhà thờ khác. Đó là nơi yên nghỉ của vợ chồng ông huyện sĩ Lê Phát Đạt và bà Huỳnh Thị Tài. Tượng hai ông bà được tạc bằng đá cẩm thạch nguyên khối với đường nét chân dung sinh động và phong thái thanh thản. Dù được làm bằng đá, nhưng những chi tiết chạm khắc tinh tế vẫn khiến chúng ta bất ngờ và thán phục. Các tà áo như mang cả vẻ mềm mại của lụa, cho thấy rõ các nếp gấp và hoa văn. Các phần điêu khắc khác như đôi hài dưới chân, vành khăn xếp trên đầu, búi tóc kiểu phụ nữ Nam Bộ, độ cao của hai chiếc gối đặt chồng lên nhau được thể hiện tỉ mỉ và sống động, cho thấy bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thời xưa đã đạt đến mức hoàn thiện. Gần 20 năm sau khi xây xong nhà thờ, thi hài hai ông bà huyện sĩ mới được đưa vào đây. Gian hậu này đã khẳng định vai trò cá nhân của hai ông bà trong việc xây dựng thánh đường. Nhà thờ huyện sĩ còn có một số cổ vật quý giá khác, đó là bộ chuông bốn quả có đường kính tương đương 1 mét, được đúc cùng thời gian xây nhà thờ. Đến nay cũng đã trên 100 tuổi và vẫn đang được sử dụng để báo giờ lễ mỗi ngày. Dàn đèn cổ là một điểm nhấn đặc biệt. Thay vì chỉ tập trung chiếu sáng cho cung thánh như các nhà thờ khác, thì chúng được bố trí chạy dọc suốt chiều dài thánh đường. Đây cũng là một chi tiết thể hiện sự giàu có của ông huyện sĩ. Với ý thức giữ gìn của những người có trách nhiệm, nhà thờ huyện sĩ dù đã tồn tại hơn 100 năm, vẫn còn trong hiện trạng rất tốt, với nhiều chi tiết kiến trúc và điêu khắc có giá trị cao. Nhà thờ huyện sĩ ngày nay không thuộc về một cá nhân, mà là của cộng đồng giáo dân nơi đây. Một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể đến để đắm mình vào một không gian thanh cao và chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ của một công trình tôn giáo cổ kính của thành phố